Quốc vương à, bần tăng xin cáo biệt. Nơi này tuy gái xinh nhiều vô kể, nhưng lại không có wifi, không thể lướt web xem giá vàng và tình hình covid ra sao. Bần tăng thấy khó chịu lắm mà. Chà, không sao tăng ạ. Ở đây có anh Phúc Việt theo, cứ gọi là anh ấy có mặt tư vấn và lắp đặt nhanh chóng. Anh ấy còn đẹp trai nữa. Trời, sao quốc vương không nói sớm, mau gọi anh ấy đi. Bần tăng không thể chịu được nữa rồi. Chờ ta đi chỉnh chu, rồi chúng ta sẽ cùng đi gặp anh ấy nhé. Mà cùng đi cùng ta nào, ta lại được gặp anh Phúc rồi.